Xôn xao nữ sinh lớp 7 mang thai 9 tháng không ai biết rồi tự sinh trong phòng tắm tại nhà. Ngày 14 tháng 2, đại diện trường trung học cơ sở xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã xác nhận với người đưa tin về một trường hợp học sinh lớp 7 của trường đã sinh con tại nhà tắm của gia đình cách đây 3 ngày. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh này có tên là TTMC, sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của trường trung học cơ sở xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C rằng em đã sinh con. Gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà thì cháu C bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, C đã một mình hạ sinh ra một bé trai nặng khoảng 2,7kg. Biết tin, mọi người trong gia đình đã đưa cháu C cùng cháu bé sơ sinh đến trung tâm y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe. Theo thông tin được biết, cháu C từng có bạn trai và thường đi chơi đêm. Khoảng tháng 6 năm 2022 thì cháu C phát hiện có thai. Sau khi trở lại trường, C vẫn tham gia đầy đủ các môn học như thường lệ, thậm chí cả môn thể dục. Song vì C thường xuyên mặc áo khoác nên bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện sự thay đổi lớn của em. Hiện tại công an xã An Bá đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tin 3 Phút.